Ông dạ đi. Rồi, xin thân ái mến chào toàn thể quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai kỳ kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bánh Tre ha. Dạ rồi, hôm nay thì vườn mai của chị Tiền có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai ghép già mùa của chú anh chị ha. Hàng liền cốt củ đế siêu đẹp luôn cô chú anh chị ha. Tàn cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị. Thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của chị Tiền nha. Mức giá cũng khá là mềm cô chú anh chị. Rồi, không làm mất thời gian nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Dạ rồi, chào bà chủ ơi. Rồi, em xin chào tất cả các cô chú anh chị yêu thích mai vàng và đam mê cây cảnh trên cả nước ha. Rồi. Rồi, hôm nay trở lại kênh em cũng có một số cây mai dẻo nhung, siêu bông Sài Gòn, cúc họ Hương để giao lưu cùng với các cô chú anh chị mình chơi Tết 2024 nha các cô chú anh chị. Rồi. Rồi, cây đầu clip của em là mã 1B, là một cây dẻo nhung nha các cô chú anh chị. Rồi. Cái này gốc nhớt nha các cô chú anh chị. Dẻo nhung, gốc nhớt liền có củ đế siêu đẹp luôn ha. Quá trời cái củ. Bự chảng luôn cô chú anh chị ha. Cái hoành của nó là được 12 rưỡi ạ. Rồi. Rồi cái củ của nó là 24 rưỡi luôn. Rồi, mã số gì bà chủ? Mã số 1B. Rồi. Chiều cao là được 76. Ngang là được 71. Rồi. Rồi cây đầu clip hôm nay ha, em giao lưu với các cô chú anh chị là 1.3 triệu. Em bao phí vận chuyển cho các cô chú anh chị luôn. Rồi, đổi cây nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 2B. Mã số 2B. Rồi. 2B cũng là một cây dẻo nhung luôn nha các cô chú anh chị. Cái này ghép được bao lâu rồi bà chủ? Cái này là 7 8 mùa hết trơn rồi nha các cô chú anh chị. Rồi cái củ cây này đã cô chú anh chị. Em xem kỹ cái củ ha. Nó nằm là cô chú anh chị nguyên củ bề củ. Củ chảng luôn ha. Cái này mình vô cái chậu dĩa nằm nằm nha rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Rồi, cho xin thông số luôn bà chủ ơi. Cái này em không biết đâu hoành đâu làm sao. Cái này là ngay cái bo ghép đó nha các cô chú anh chị. Rồi. Liền cốt như cây ghim luôn rồi ha. Hoành của nó là được 12 ạ. Rồi, đâu thôi tầm tổng cái củ thử thôi. Cái bệ củ nó là chắc được 40 ha. Rồi. Em tự hào chắc 40 ạ. Chiều cao của nó là được 1 mét, không tới 1 mét, 95 à. Rồi. Chiều cao 95. Tán ngang của nó là 85. Rồi. Rồi, cây 2B này em giao lưu với các cô chú anh chị là 2 triệu 7 nha. Rồi, mình đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 3B. 3B rồi. Cũng là một cây dẻo nhung luôn nha các cô chú anh chị. Rồi. Cây này có củ luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn nha bà chủ. Rồi, hoành của nó là được 14 à, 14 rưỡi. Rồi. Củ của nó là được 26. Rồi, cây làm nụ hết nha cô chú anh chị ha. Chiều cao của nó là được 67. Ngang của nó là được 80. Rồi. Rồi cây 3B này em giao lưu với các cô chú anh chị là 1 triệu 3. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 4B. Mã số 4B. 4B cũng là một cây dẻo nhung luôn nha các cô chú anh chị. Tàn cũng chứ cái tàn ha. Có củ luôn cô chú anh chị nha. Hàng chung... cây này như cây ghim hết đồng bộ ha. Cái bệ củ nè cô chú anh chị. Nhìn cái củ nằm luôn ha. Mồi em mới đút dây em đo hồng số được. Thôi mình đo phỏng phỏng xích ở trên này cũng được, mình đo mình ở trên múc trên cổ luôn nha cô chú anh chị. Ở trên cổ đây là được 11 rưỡi ạ. 11 thì ở dưới này nó cũng cả 13, 14 nha cô chú anh chị. Cái cổ cũng bự á. Chiều cao của nó là được 69 ạ. Rồi. Ngang của nó là được 88 ạ. Rồi. Rồi cây này em giao lưu với các cô chú anh chị là 1 triệu 2 ạ. Rồi, đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 5B. Rồi. 5B cũng là một cây dẻo nhung luôn nha các cô chú anh chị. Tàn tròn đều đẹp luôn cô chú anh chị ha, kẹo tàn ấm tàn luôn nha. Nguyên củ luôn cô chú anh chị ha. Quá xa củ. Hoành của nó là được 11 ạ. Rồi. Cái củ của nó là 25 ạ. Rồi. Chiều cao của nó là 82. Tán ngang của nó là 75. Rồi. Rồi cây này em giao lưu với các cô chú anh chị là 1 triệu 3 ạ. Rồi đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 6B. Rồi. 6B cũng là một cây dẻo nhung luôn nha các cô chú anh chị. Rồi cây tàn khá luôn ha. Củ đế có luôn nè cô chú anh chị. Nguyên củ luôn ha.
này mình nâng cái đế lên xíu nó đẹp lắm cô chú anh chị. Hoành là được 12 ạ. Rồi, dở nhung ha. Bao nụ hết nha cô chiều chú anh chị. Chiều cao của nó là 90. Ngang của nó là 75. Rồi. Rồi cây này em giao lưu với các cô chú anh chị là 1,1 triệu ạ. Rồi mình đổi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 7B. Rồi. 7B cũng là một cây dẫu nhung luôn nha các cô chú anh chị. Rồi. Cây này nó cũng có củ nha các cô chú anh chị. Rồi củ nở. Rồi. Luôn ha. Thăm số luôn bà chủ ơi. Rồi hoành của nó là được 10 ạ. Rồi. Chiều cao của nó là 61. Ngang của nó là 55. Rồi. Rồi cây này em giao lưu với các cô chú anh chị là 500 ạ. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 8B. Rồi. 8B cũng là một cây dẫu nhung luôn nha các cô chú anh chị. Tàn khá luôn ha. Rồi có củ luôn, cây có củ luôn nha coi chú anh chị mà. Đây, nguyên củ luôn ha. Rồi, thăm số luôn ha bà chủ. Hoành của nó là được 9 ạ. Rồi. Chiều cao của nó là 54. Ngang của nó là 59. Rồi. Rồi cây 7B này em giao lưu với các cô 8B này em giao lưu với các cô chú anh chị là 600 nha. Rồi, đổi cây nha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 9B. 9B là một cây siêu bông Sài Gòn nha các cô chú anh chị. Rồi. Tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn nha bà chủ. Hoành của nó là được 11,5 ạ. Rồi. Chiều cao của nó là 60. Ngang của nó là 41. Rồi, rồi cây 9B này em giao lưu với các cô chú anh chị là 800 ạ. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 10B. Rồi. 10B là một cây cúc hạ hương nha các cô chú anh chị. Rồi. Cây này tàn phong tàn cô chú anh chị ha. Hạ hương thì lúc này nó đang làm nụ cô chú anh chị ha nên là nụ chưa nhiều nha. Rồi hoành là được 15,5 ạ. Đang làm nụ nên nụ chưa nhiều ha, còn dảo thì nụ phải nhiều rồi tại vì dảo thì nó chiều nó nở. Cao là 71. Dảo nó khó nở hơn là cúc. Ngang là 47. Rồi. Rồi cây 10B này em giao lưu với các cô chú anh chị là 450 ạ. Rồi cây này của clip luôn. Rồi cây này cũng là cây của clip của em luôn nha các cô chú anh chị. Số điện thoại giao lưu của em là 0367311849. Cũng là số Zalo luôn ạ. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Tiền cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.